Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam ông Phạm Gia Khiêm đã ký thỏa thuận đối tác chiến lược với Anh Quốc trong buổi lễ tại London chiều ngày 8 tháng 9. Bộ trưởng Ngoại giao Anh Quốc ông William Hague trong thông cáo báo chí nhân buổi lễ đã nói rằng việc ký kết hiệp định với Việt Nam ngày hôm nay là một bằng chứng nữa cho thấy cam kết của nước Anh trong việc theo đuổi chính sách đối ngoại tích cực với cường quốc đang lên trên thế giới. Mối quan hệ này sẽ tạo điều kiện cho các trường đại học Việt Nam, Anh Quốc hợp tác trực tiếp với nhau. Đồng thời, Việt Nam và Anh Quốc sẽ tăng cường hợp tác chặt chẽ hơn nữa trên các lĩnh vực chống tội phạm có tổ chức. Việt Nam, Anh Quốc cũng sẽ tiếp tục đối thoại thẳng thắn giữa hai nước về vấn đề nhân quyền. Bộ trưởng William Hay cũng cho rằng, hợp tác này còn tạo đòn bẩy thực sự cho các doanh nghiệp Anh Quốc đang tìm cơ hội đầu tư tại Việt Nam. Phía Anh, qua lời giới chức ngoại giao tại Hà Nội giải thích về nội dung của đối tác chiến lược Anh-Việt rằng đó là sự mở rộng, đa dạng hóa và làm sâu sắc thêm quan hệ giữa hai nước trong mọi lĩnh vực. Anh Quốc cũng nhắc đến hợp tác an ninh quốc phòng và nỗ lực chống nạn nhập cư lậu. Báo chí Anh thời gian qua đã có nhiều bài nói về nạn đưa người lậu từ Việt Nam sang Anh, gồm cả vị thành niên, mà đa số là để tham gia vào hoạt động trồng cần sa ở Anh. Nói với BBC tiếng Việt tại buổi lễ, ông William Hague cho rằng đây là sự kiện quan trọng cho cả hai nước và hai bên sẽ từ đây thúc đẩy việc thực hiện thỏa thuận. Thank you again.